chào đại gia đình yêu thích trồng cây, yêu thích trồng hoa. Thì trong cái thời gian gần đây thì cái phong trào trồng cây ăn trái phát triển cũng tương đối là mạnh. Rất là nhiều các loại giống cây ăn trái chúng ta có thể trồng vào trong chậu như thế này để chúng ta trang trí, để chúng ta thư giãn và chúng ta vẫn có trái để chúng ta ăn. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh các chị một trong những các loại cây mà trồng trong chậu mà ra trái rất là sai và chúng ta sử dụng cũng rất là tốt, đó là cây ổi. Đó, các bạn thấy không? Đây, cây ổi của mình nè. Đó. Đây là cây ổi nữ hoàng. Mình đã thu hoạch được 2 đợt trái rồi. Cây này là nó 13 14 tháng tuổi rồi đó. Đó. Đây là cái trái này là đậu trái là khoảng 2 tháng rồi. Khoảng chừng chưa tới 1 tháng nữa là mình thu hoạch được rồi. Đây. Ổi nữ hoàng, trái rất là nhiều các bạn ạ. Đó. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các anh các chị cách chăm sóc cây ổi như thế nào, cắt tỉa như thế nào, cho nó ăn phân như thế nào để cho chúng ta có nhiều trái ổi và chúng ta thư giãn ở trên sân thượng trồng trong chậu. Rồi thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh các chị cách chăm sóc và cách trồng cây ổi ruby nha anh chị. Đó, một trong những các giống ổi là ổi ruby nè, ổi nữ hoàng nè, ổi lê nè, đây là những giống của Đài Loan và đang trong thời gian này là đang rất là được thịnh hành và cái giá ở trên thị trường rất là cao. Khi bạn trồng cây ổi á thì cây ổi nó cần nhiều đất, nó cần đất thịt nhiều, do đó là bạn trồng sử dụng cái chậu cho to nha anh chị, ít nhất là chậu nó phải cỡ này nè, chậu này là chậu 50 lục giác, 50 cao 50 nha anh chị. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái chậu nó to hơn chậu này để cho nó cái cây nó phát triển. Đó. Đây, việc đầu tiên là mình lót cái xỉ than ở trong đây nè để cho nó thoát nước thật là tốt vào. Đó. Phần giá thể thì các bạn xem cái bài giá thể nha. Giá thể trồng hoa hồng và trồng cây ăn trái nó như nhau, tôi có ghim bài các bạn, theo đó các bạn làm. Đó, cây ổi bạn sẽ cho nó vào đây. Đó, trồng thấp xuống, thấp hơn mặt chậu khoảng 5 cm. Bạn cắt cái bầu cây ra. Lột cái bầu cây ra nè. Đó. Đó. Bạn thấy không? Rễ cây phát triển đang rất là tốt. Cây này cái cây ổi ruby. Thì phần lớn là tất cả các loại cây ổi ấy, người ta sẽ dùng theo hai phương án. Một là chiết cành, hai là người ta sẽ ghép. Cây này là cây ghép nè bạn nha. Cây ghép thì trước khi bạn trồng á, cái phần này là phần cây này, phần này ổi, này ổi ta nè, do đó bạn phải bẻ những cái phần này đi nè để cho cái phần ổi ruby ở phía trên nó phát triển. Chúng ta phải lặt bỏ cái này đi nè, triệt tiêu nó đi. Đây là cái mắt ghép nè, anh chị thấy không? Cái này là cái ổi ta, do đó chúng ta phải bẻ hết nó đi để cho cái phần ở trên nó phát triển. Bạn phải cắt bỏ và triệt tiêu những cái phần ổi này là ổi ta nha, không phải ổi ruby nha. Đó, triệt tiêu nó đi để cho cái phần ở phía trên này nè, ổi ruby nó phát triển. Rồi, trồng vào đây. Đất vô, đất tơi xốp, cây ổi nó cần đất thịt nhiều,
Do đó là chúng ta thêm 60% đất thịt nha. Đất thịt cho chấu sơ dừa, phân trùng quế, phân bò, phân gà và phân vi lượng. Đó. Rồi. Như vậy là tôi đã trồng xong cái cây ổi. Đó. Đối với cây ổi như thế này là cây này nó được tầm khoảng 2 đến 3 tháng tuổi rồi. Đó. Thì trong cái giai đoạn mình mới trồng á, chúng ta không, khi mà chúng ta mua cây giống là chúng ta cần cái cây mà nó có hoa có trái như thế này để chúng ta biết là cái cây của chúng ta nó sẽ phát triển tốt và nó có hoa có trái. Nhưng khi về chúng ta cắt tỉa đi. Đó. Nếu như là trong cái giai đoạn mà cây đang ra hoa như thế này nè, bạn không nên giữ hoa. Đó, thí dụ như nếu mà bạn giữ bông á thì bạn giữ trái á thì bạn 1 2 3 nè, ba cái bông này bạn chỉ giữ lại một cái thôi. Vì nó sẽ không đủ sức để nó nuôi đâu. Do đó chúng ta cắt đi. Giữ lại một cái trái thật là tốt thôi. Đó. Ví dụ như cái trái này nó đã đậu rồi đây nè. Nhưng mà cái cây của mình là cái tuổi đời nó còn đang rất là nhỏ. Do đó chúng ta chủ yếu là chúng ta nuôi cho cái tán nó tròn đều. Đến khi nó khoảng 6 tháng tuổi thì chúng ta hãy để trái. Chúng ta cắt bỏ hết những cái bông này đi nha. Cắt bỏ hết đi. Đó. Để chúng ta nuôi cái tàm nha. Hoặc là mình chỉ giữ lại một trái thôi. Bạn coi cái cây này, nếu mà cái trái chỗ nào nó khỏe nhất thì bạn giữ lại, còn không thì bạn cắt bỏ hết đi để chúng ta nuôi cái tàm cho nó khỏe. Đó. Cắt bỏ hết nha. Cắt bỏ hết. Chúng ta cắt bỏ hết đi để chúng ta nuôi cái tàm cây này cho nó khỏe. Rồi đâu đó rồi chúng ta mới. Đó. Cắt bỏ hết. Đó, bạn thấy không? Cắt bỏ hết này. Chúng ta cắt bỏ hết những cái trái nhỏ này đi để chúng ta nuôi dưỡng cho cái cây cho nó khỏe ha. Rồi. Đồng thời là cái cây ổi á thì nó có một số loại bệnh là bệnh sâu tơ, sâu cuốn lá, sâu đục thân. À, rồi rầy rẹp. Rồi thì chúng ta nên sử dụng Radian các bạn phòng bệnh cho nó nha. Cứ một tháng bạn phòng bệnh cho nó một lần Radian nè. Hoặc là các bạn có thể sử dụng gừng tỏi ớt. Tôi có ghim bài gừng tỏi ớt các anh chị, theo đó các anh chị làm. Đó. Đây là cây ổi ruby. Mình đã thu hoạch được hai lứa quả rồi. Cây ổi ruby đang trong giai đoạn như thế này là đang ra hoa rất là nhiều. Do đó chúng ta rất cần rất nhiều chất dinh dưỡng và chúng ta phải bổ sung. Cái cây của bạn là cái ổi ruby, nếu mà nó đang ra hoa như thế này là các bạn cần phải sử dụng phân dơi, các bạn bổ sung cho nó một gốc như thế này nè. Phân dơi thì trong đó nó có cái lượng kali rất là lớn để nó bổ sung cho cây, bổ sung cho trái nó đậu, nó vững chắc và trái nó to đều, giòn đẹp. Một gốc như này bạn bổ sung khoảng 50 gram. Đó, bạn bới đều nó ra nha. Đó. Đó là phân dơi nguyên chất. Phân dơi nguyên chất nha. Đây phân dơi nè. Phân dơi nguyên chất. Và bạn vẫn có thể bổ sung thêm một cái gốc cây này nè. Bạn lấy vỏ trứng á, bạn phơi khô đi, xong rồi bạn bổ sung cho vào gốc cây á. Một gốc cây như này thì mình bổ sung khoảng chừng, đó, khoảng chừng một chục cái vỏ trứng. Đó. Cây này là cây ruby này là 14 15 tháng tuổi rồi, mình đã thu hoạch được 2 đợt trái rồi. Nếu mà bạn không có phân dơi thì bạn có thể sử dụng kali nha, bổ sung thêm kali cho cây, một gốc cây như này khoảng 3 thìa cà phê, 10 ngày bạn bổ sung một lần. Đó. Thì cái cây ổi ruby đó trong giai đoạn nó ra hoa như thế này nè. Đó. Mình muốn giữ trái thì là mình phải cắt bỏ những cái đây nè, bạn thấy hoa không? Nó có ba cái bông thì ba cái bông này sẽ đậu hết, nhưng nó không đủ sức để nó nuôi đâu. Do đó bạn sẽ cắt đi, bạn giữ lại cái bông ở phía giữa thôi, giữ cái bông ở giữa nè ha. Đó, ta gọi là tuyển trái đó. Thí dụ như cái cây này nè, hai cái bông này thì cái bông này nó cái hoa này nè,
cái trái nó sẽ khỏe, do đó mình sẽ bỏ này đi để cho nó đủ sức dinh dưỡng, nó nuôi cái trái đó. Về cái bài này mình sẽ nói chuyện một cách chi tiết cụ thể hơn, vì hôm nay là mình hướng dẫn về các bạn về cái cách trồng cây ổi ruby đó. Đó, khi cái cây ổi của bạn phát triển mà cái ra trái, trái nó to như cỡ này nè, trái to cỡ này nè, bằng ngón chân cái, thì chúng ta bắt đầu bao trái cho cây. Các bạn có thể mua cái này ở trên Google hoặc các cửa hàng cây cảnh, hỏi người ta bán cho cái bao để bao bao ổi đó. Thì bạn bóc những cái phần này đi nè, vì như trong như đây nè, đó, hơi vệ sinh cho nó sạch, vì ở trong đây nó có nhiều sâu bệnh này nọ, mình giữ cho trái ổi nó sạch đẹp, vì chúng ta bao nó lại nè, đó. Rồi mình bao trái này như thế này để cho cái trái nó đẹp và nó phát triển đều, nó không bị sâu bọ, ruồi vàng tấn công và các loại sâu côn trùng nó tấn công, thì cái trái ổi của chúng ta mới thu hoạch nó mới đẹp và nó ngon được đó. Thì cơ bản là đó, cái ổi các bạn thấy không, ổi trái rất là to đẹp nè, khoảng chừng hơn chục ngày nữa chúng ta thu hoạch được rồi. Rồi thì cái bài nói chuyện về cách chăm sóc và trồng cái cây ổi ở trên sân thượng để chúng ta có ổi chúng ta sử dụng trong gia đình đến đây là hết. Xin chào, cảm ơn quý vị anh chị. Các bạn nào thấy hay thì hãy đừng tiếc một like, hãy like và chia sẻ ủng hộ kênh. Các bạn nào là muốn mua cây giống thì theo đường link tôi để ở phía dưới để mua cây giống nha. Tôi có bán cây giống đủ các loại, ổi ruby, ổi nữ hoàng, ổi lê, các loại ổi. Xin chào.